của con đâu, ông lấy con chích nha. Nha. Ừ. Nha. Chích. Rồi con chích nha. Ấy. Ấy ô, con chích đi ô. Nào. Chơi đây, chơi ra đây. Ừ. Con đưa về hướng rồi ông ạ. Đưa về hướng rồi ông ạ. Đưa về hướng rồi ông ạ. Ông lên đi học. Ông hấp khoai rồi đấy. Dạ, ừ. Khoai rồi ạ. Ừ, xong đi ra xem đậu ông ngâm một kia kìa. Ừ. Đại đậu của ông bác. Ừ. À. Hôm nay con làm bánh dẻo không ạ? Ừ, làm bánh dẻo. Bánh dẻo là đến trung thu rồi. Con làm cho con người bếp rồi ạ. Ôi. Ông để con cho cái nồi này lên để con bắt đường ạ. Đấy, ông để con làm cho. Ừ. Ngoan quan. Ôi giời ơi, ngoan quan. Đấy, con chờ mẹ ông ngoan nha. Ừ. Mama.
ông mời một khoa cho con nhá. Dạ. Ông mời đứa. Một khoai đẹp quá không ạ? À? Trong bánh đi. Chưa ăn được thì đã thấy ngon rồi. Vâng. Ông đặt nhân cho con. Ừ, ông đặt nhân đây. Nhân vừa xong ông cho Út đi ngủ rồi ạ? Vừa xong Út đi ngủ mà. Ở nhà một mình chị nó đi học nên là... Ừ, chị nó đi học ở nhà mình chán rồi thì mình lăn ra ngủ. Vâng.
chăm sóc xong chưa? Con xong được một mẻ rồi không ạ? Yeah. Cái này sắp xong rồi. Ừ, em làm xong lên rồi đó. Vâng. Ừ. Hôm nay con chỉ làm hai màu thôi không ạ? Hai màu thôi. Vâng. Ừ. Làm khoai tím với lại bánh dẻo trắng. Ừ. Vâng. Còn mẻ thì là không đi lấy đá được. Thế rút mệt là thế thôi được rồi. Vâng. Vừa đi viết về. Dạ. Con xong màu trắng rồi ạ. Vâng. Vâng. Đây ông đưa con. Mùi bánh thơm quá không ạ? Ngon lắm, thơm. Vâng. Mình làm thực chất bằng khoai tím không ạ? Không có hóa chất gì cả. Thực tế. Vâng. Thank you.
cao. Làm này cũng lâu ông nhỉ? Bánh thì nướng. Vâng. Bánh này nhanh. Bánh. Nó cũng kỳ công ấy em. Màu gì đây? Màu gì đây con? Màu gì? Màu tím.
vừa bạn quá ông này. Lại mưa rồi ông ạ. Đáng quá, thời tiết này nó ảnh hưởng bão. Nên là mưa. Vâng. Nhà mình cũng sạt hết đoạn này trước rồi ông ạ. Vâng. Vâng.
cho nó ngon không nào. Ừ. Ngon đấy con ạ. Dẻo, thơm, ơi, cái này không? Mấy ai dẻo quá, thơm. Xong qua tranh thủ con đi chợ không nhá? Tranh thủ đi chợ bán rồi. Trời, chứ này mưa không nhỉ? Con à. Con quay đi. Con quay ra chính à. Thank you.
Con chuyện á, chuyện kia. Uống con đi học về rồi à? Vâng. Ừ. Ôi, ngoan cô giáo dạy bài gì nào? Dạy bài gì nào? Ừ. À, à, cô giáo dạy bài lấy răng con đi cắt ra đồ nha ông nhá. Ừ. Ừ. Học. Đấy. Học vui lắm. Đấy. Được chưa? Đấy các bạn, ui đây, ui đây. Đây nào. À. Cô giáo dạy như thế nào nhỉ? Ôi giời, đeo mẹo của chị rồi kìa. Ôi trời ơi. Cái đông đi học cần đi học à? Đang như nào vậy? À, khổ lắm. À.
nào chị hát nè, chị vỗ tay cho em vỗ nào. Đâu? Đâu ạ? Đâu ạ? Ông à, hôm nay con đi chợ có con cá ngon quá, con mua biếu ông không ạ? À? Con đến chơi rồi còn gì quà cáp làm gì cháu? Dạ vâng, có gì đâu ạ? Không, không chả dám lấy nhất đâu. Có gì đâu ông ạ? Không chào em nhé. Chơi là được rồi. Vâng, ôi thế con để ở trong này ông nhé. Anh chào em. Không lấy đâu, anh cầm về. Cá đi trong là mổ bồi bổ sức khỏe. Em không lấy đâu anh ạ. Anh mang về đi. Thôi anh mua rồi thì em cứ nhận giúp anh, có gì đâu em. Ông em cũng đi bắt được cá, em không lấy đâu. Thì anh để đây xong có gì thì nữa em nấu cho ông nhá. Lấy đâu anh cầm về đi. Ôi trời ơi, chú cháu đó mà chú đã mang đến thì nhận đã. Thì hai cháu hai con ra đây ông nói chuyện nào. Vâng ạ. Con này, cái tình hình là đến đây 5 lần 7 lượt rồi. Bây giờ xem hôm nay là chú lại đến, bây giờ xem con như thế nào. Hay con về chú ấy xem làm trò chuyện thế nào cho chú biết để chú khỏi đi lại có nhiều lần. Con để cho con suy nghĩ thời gian đó. Vì cuộc đời con nó quá vất vả, gian truân rồi. May mắn sao con nhờ được ông giúp đỡ con, cứ mang con đến tận bây giờ. Thì chồng con không biết đi đâu thời gian qua, không đi tìm con sớm. Bây giờ về tìm con, nên là con không biết là con suy nghĩ như thế nào. Để cho con thời gian nữa ông ạ. Đấy, thực ra là anh gặp em rồi, nhưng mà em cũng chưa ngồi nói chuyện với anh. Thì anh cũng chưa có cơ hội để nói chuyện, để giải thích với em. Cái sự việc trong thời gian qua thì anh không phải là anh cố tình bỏ rơi mẹ con em, bởi không có ngoài mẹ con em. Và trong thời gian qua anh làm thì cũng nhiều vấn đề xảy ra. Đấy, cũng có biến cố là anh cũng bị người ta lừa hết cái tiền, nên ra là anh cũng không có tiền về, cũng không có cách nào để liên hệ với mẹ con em được. Đấy, thì... đấy trong thời gian anh đi xa đấy, em ở nhà em vất vả bao nhiêu anh có biết không? Mẹ đối xử với em như nào anh có biết không? Mẹ con em khổ sở, bị đuổi ra khỏi nhà. May em đi đường, em cũng phải cuộc sống của em bươn chải các kiểu. May đây nhờ có ông này, ông đây ông đã cứu mang giúp đỡ mẹ con em đến tận bây giờ đây. Đấy em lấy công đâu mà đền đáp được ông? Đấy anh cứ đi về đi để em suy nghĩ thời gian, và em không đi đâu hết, em chỉ ở với ông thôi. Con ông nghe ông thì anh ấy cũng về đây tìm 5 lần 7 lượt thì theo ông thì thôi thì tha thứ anh ấy, thì cũng không phải lỗi tại anh đấy mà do mẹ chồng thôi. Thế ông là thôi để anh ấy về quay trở lại để về lại để củng cố kinh tế làm ăn để chở đỡ đần con cái. Em nó làm bánh đi chợ rồi bán rồi, còn cho ông cho hai cái vừa để ăn thôi, không phải cái gì đâu. Rồi là ra được tí quà để chuẩn bị cho nối lại cái tình cảm xưa nhá. Con cảm ơn ông nhá. Vâng. Có gì ông giúp con với nhá. Rồi, nhiên chí là tôi sẽ khuyên bảo em gần. Vâng ạ. Nhá. Thế anh đi về đây. Cho con nhá. Con thì phép ông con về đi ạ. Vâng, chúc về nhá. Vâng, chúc mừng anh nhá. Vâng.